Xin chào các bạn, đây là chị Kim Nhi, hay còn tên Facebook là Nhi Nhiên. Còn mình là Ngọc Anh. Sáng nay thì vì là hai chị em rất là muốn quay lại cái bài xoa mặt thường ngày buổi sáng mới hạn đất xoa mặt của thầy Bùi Quốc Châu, và muốn chia sẻ với mọi người những cái cách chăm sóc da mặt rất là đơn giản của hai chị em. Ví dụ như mình thì với cái cách massage mặt này thì mình đã thực hiện từ năm 2014 rồi. Còn chị Nhi thì thực hiện từ bao giờ nhỉ? Năm 2013. Chị Nhi là còn thâm niên hơn một năm nữa. Và bây giờ thì em chia sẻ trước nhá. Khi mà em xoa mặt ấy, thì em thấy là máu huyết lưu thông tỉnh táo và da mặt rất là mịn màng. Trước đây thì mình có thể giờ lên da là mình thấy những cái gồ ghề hoặc là mụn đầu đen ở mũi, hay là da nó không được căng, nó không được mịn đó. Thì sau khi mà em làm rất là chăm chỉ, lúc nào mà không chăm chỉ mà lười là nhìn da là biết ngay. Chuẩn luôn. Còn chị Nhi thì sao ạ? Nhi thì được biết với phương pháp massage mặt của thầy Bùi Quốc Châu bên viện chẩn năm 2013, thì Nhi có học bài viện chẩn nhưng mà hầu như áp dụng cho mình chỉ đúng bài 12 bước massage mặt với dầu. Vậy thôi cho tới bây giờ luôn. Em thì từ 2014 là cũng đã massage mặt với dầu dừa lô hội rồi. Còn không biết là cái trải nghiệm của chị Nhi với dầu dừa lô hội thì được bao lâu rồi ạ? Với dầu dừa lô hội thì Nhi trải nghiệm được khoảng hơn một tháng nay. Trước đó thì như xưa giờ mọi người cũng đã biết là Nhi có làm dầu gốc, và Nhi dùng dầu gốc từ xưa tới giờ. Và chỉ massage mặt 12 bước với dầu và không dùng thêm những cái bước chăm sóc da nào nữa hết. Và cũng như và mình cảm thấy nó đủ rồi. Khi mà mình dùng dầu massage như vậy thì mình cảm thấy nó khỏe, và da của mình khỏe nữa và thoải mái, không phải tốn nhiều thời gian và cũng không tốn chi phí nhiều. Xong rồi đợt vừa rồi thì mình có trải nghiệm cái dầu dừa lô hội này của Ngọc Anh, thì thực sự nó cũng rất là tốt luôn. Da của mình hiện tại mình về Bảo Lộc mấy tháng nay rồi, thì thời gian vừa rồi thì mùa này khá là lạnh và hanh khô, cho nên là nếu mà không dùng á thì da của mình rất là dễ bị nhám khô. Nhưng mà hôm giờ mình cứ dùng cái dầu này và massage mặt 12 bước như bình thường mỗi sáng và tối cũng thôi khi đi ngủ, thì da của mình mềm mịn. Và thêm một điều đặc biệt đó là khi da mà khỏe và cái khả năng chống nắng của da tốt á, thì những cái đốm mà gọi là tàn nhang á, khi mình về đây mình phơi nắng mình lười chăm da thế là nó cũng bị nổi lên. Thì mình dùng cái này một tháng nay thì mình cảm thấy nó có mờ đi và da của mình cũng khỏe nữa. Em khoe chị cái tay của em á, hôm bữa cứ phơi ra xong rồi trồng cây xong rồi các thứ nó tàn nhang hết cả một cái dọc tay này. Mà hôm nay là mọi người thấy không, tay không còn cái đốm tàn nhang nữa, hôm trước là nó cứ lốm ra. Nắng là dễ là vì nếu mà mình không có giữ đó. Xong rồi đến khi mình nhìn lại mình thấy nổi lên, thế là mình chăm sóc trở lại là hết thôi. Tuy là mình không phải là so sánh nhưng mà chị có thể so sánh một chút thôi. Tức là cái hiệu quả các loại dầu mà chị đã từng sử dụng ấy với cái loại dầu hiện tại ấy, nó có cái khác biệt gì nhiều không? Hay là nó có cái gì mà nó gọi là nó khiến thuyết phục với chị dùng hơn không? Về mùi thì mình cảm thấy nó dễ chịu. Mùi thì hồi trước mình có dùng thử mấy tuần á. Như vậy thì dùng trước đó là mình dùng được gần một tháng là cái dầu Coroti hoa hồng. Hoa hồng thì có mùi thơm rất là dễ chịu, rất là thích. Và một tháng sau, vậy là mình dùng được 2 tháng rồi đó. Tháng sau mình dùng dầu này thì hai loại dầu đó với nhau đi. Hai cái loại dầu đó với nhau hả? Mùi đúng không? Loại kia thì nó lại có mùi thơm, nó làm cho mình cảm thấy thư giãn hơn một chút, thoải mái hơn. Còn về loại kia có tốt hơn loại này không? Loại dầu hoa hồng ấy có tốt hơn dầu lô hội nguyên chất không? Có vẻ tốt hơn một chút, nhịn hơn. Bạn ấy nhịn hơn một chút. Bạn ấy nhịn hơn một chút. Tại vì là bao nhiêu tinh túy hoa hồng. Hoa hồng này rồi là trà xanh. Vừa thơm, vừa có sạch da. Nói chung là dùng cái kia thì mình cảm giác nó có cái sự tươi mát hơn một chút. Đó. Còn cái này thì nó cũng đáp ứng được là làm sạch này, làm căng mịn này, dưỡng da này, đúng không? Em hôm bữa về Sài Gòn á thì là vì
thay đổi chế độ ăn này, xong rồi thay đổi giờ giấc sinh hoạt này, thế là quanh cái má này nó hơi nổi sần mụn lên một xíu. Và khi mà em dùng lại massage dầu ấy thì là những cái viêm á, rồi là những cái vết thâm á, là nó lặn đi rất là nhanh, chỉ 1-2 ngày thôi. Em thấy cái dầu khi mà mình massage á, nó được cái tác dụng như vậy. Thôi bây giờ mình trình bày nhiều quá rồi thì mình sẽ bắt đầu xoa mặt nhé. Ok. Tại vì hôm nay đi chơi cũng không có mang dầu á, nên là mặt đây là mặt mộc nguyên từ hôm qua ở Sài Gòn đi như thế nào thì nó còn nguyên như vậy luôn. Hai chị em thì cũng không có cái gọi là bất kỳ một cái loại cầu kỳ, không có bất kỳ một cái hộp phấn nào ở trong túi luôn, không theo các bước như mọi người vẫn thường hay hướng dẫn, đó là tẩy trang rồi tẩy tế bào chết rồi lớp lót rồi lớp nền rồi sữa serum serum đây tất cả trong một mình thì đây là dầu dừa lô hội, chỉ có massage dầu. Thế cái lọ dầu hoa hồng em tặng chị đâu rồi? À, chị dùng hết cái này chị mới dùng tới cái kia chứ. Thế thì xin chia buồn với chị là chị sẽ phải dùng một năm nữa. À vậy đó. Bởi vì một cái chai dầu lô hội không, nhưng mà ở trên này trời lạnh á nên dùng cũng hao lắm. Chị nhìn đi, chị dùng cả tháng rồi nó đâu có hao hô tí nào đâu đúng không? Chị nhìn đi nó vẫn còn nguyên à. Nên lại đây là dùng hai loại luôn. Đúng rồi, nên là thôi chị loại. Cứ mạnh dạn mở cái chai hoa hồng đi chứ nếu không là cả năm nữa. Ok. Rồi, cho mặt nha. Có dầu một cái là da nóng nhanh đúng không? Như các bạn biết đấy, da mặt của mình thì mình nói cho vui là như mảnh đất thôi. Nếu mà mình xới thường xuyên á thì nó luôn tươi xốp. Mình bón thêm dinh dưỡng nữa là dầu này nè, thì da của mình lúc nào cũng được cung cấp dinh dưỡng và nó đánh thức cái lớp collagen này dưới tế bào da của mình nè. Được đánh thức dậy thì nó tăng cái độ đàn hồi của da hơn và nó làm khỏe cái da. Đó. Còn nếu mà đất mà bạn hình dung bạn không xới, không chăm bón gì hết thì nó sẽ bị khô cằn đúng không? Thì da mình cũng vậy thôi à. Mà đặc biệt với 12 bước này thì tác động sâu vào hết tất cả các cái ngóc ngách, mắt, mũi này kia hết luôn. Và mỗi bộ phận trên mặt là như bạn các bạn biết là nó đều phản chiếu hết với toàn bộ ngoại vi cơ thể cũng như nội tạng ở bên trong. Như vậy là mình gọi là 3 trong 1 luôn. Hôm nay là chia sẻ mọi người là chị Nhi có cơ hội là ôn bài là bởi vì là chị Nhi học diện trần rất là lâu rồi. Nhưng mà vì là còn nhiều đam mê nữa nên là thỉnh thoảng mới ôn lại bài diện trần thôi. Như mọi người biết là Nhi về yoga nhiều hơn đúng không ạ? Ra Tết thì hai chị em cũng có cái dự định là sẽ kết hợp những cái gọi là những cái tour nghỉ dưỡng, những cái tour retreat cho mọi người, kết hợp cả yoga, thiền, diễn trẩn, chuông xoay. Đó, giúp cho mọi người có những cái ngày nghỉ cuối tuần thật là dễ chịu và thoải mái để nạp thật là nhiều năng lượng cho những cái tuần mới tiếp theo. Chương trình có thú vị không các bạn? Và hiện nay ngay lúc này cái video này thì hai chị em đang ngồi ở trong một cái căn nhà gỗ rất là xinh xắn. Lát nữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Và xung quanh là tiếng chim hót. Đây là tiếng chim hót thật nha, không phải bật video đâu. Nó cứ róc rách như tiếng nước chảy. Đúng rồi, sáng dậy bạn sẽ thấy chim nó nhảy trên cây thông từ cành này qua cành kia rất là nhiều. Và sóc nữa. Sáng dậy mình chỉ thích ra ngoài ngồi massage mặt, xong rồi ngắm chim, nghe chim hót và nhìn chim bay 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 bay. Nhìn thấy lắm, có những ngày như ngày hội vậy đó, mấy bạn kéo về đóng. Trong cái video này thì hai chị em không có hướng dẫn chi tiết từng động tác nữa, mà mình sẽ làm kiểu theo cảm hứng, ngẫu hứng. Khi mà bạn quen rồi á, bạn không cần phải nhớ từng cái này cái kia cái nọ, mà bạn cứ làm theo cái feeling của mình và kiểu như mình đang tận hưởng vậy đó. Đang tận hưởng cái sự vỗ về với cơ thể, chăm sóc cơ thể của mình một cách tự nhiên nhất. Nếu mà như các bạn mà bị phụ thuộc vào những cái chuyên viên massage mặt hay là phải đến các cái spa để mà trị liệu về da đó thì mình sẽ cảm thấy rất là bị động. Còn đây khi mà mình làm 12 bước xoa mặt mỗi ngày á, là mình sẽ
gọi là chăm sóc cơ thể mỗi ngày, lắng nghe cơ thể mình mỗi ngày và quan sát những cái thay đổi của nó mỗi ngày. Khi mà mình gọi là tự do cả trong cái việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của mình ấy, thì mình sẽ cảm thấy vô cùng là tự do. Đấy, ví dụ như hôm nay bạn cảm thấy bạn thích cào đầu nhiều hơn, thế là bạn cào đầu nhiều hơn. Bạn cảm thấy hôm nay mình xoa xoa lỗ tai, mình cảm thấy là thích xoa tai nhiều hơn, thì bạn cứ xoa nhiều hơn một chút, không sao cả ha, không nhất thiết phải răm rắp. Miễn đúng, gọi là đúng đều đủ ở đây có nghĩa là vào khoảng thời gian đó và bạn đều duy trì cái việc làm như vậy mỗi ngày ha, và đủ các động tác như vậy thì là ok rồi. Mình đã từng có dịp ngồi xoa mặt với chị Đinh Hương Thảo và đã hướng dẫn mọi người chi tiết cái tác dụng cũng như là các cái vùng massage, các cái cách massage rồi. Và chắc là mình sẽ đi khắp Việt Nam để sưu tầm những gương mặt mà đã xoa 10 hạng tác xoa mặt trong một thời gian dài và để phản hồi với mọi người. Chị Đi có biết nhiều người cùng xoa mặt như vậy không? Có, mình có một vài bạn, mình cũng có quay cái video để chia sẻ. Thì một số người cũng có nhắn tin với mình là em theo chị bao nhiêu năm nay và rất là khỏe và không cần phải làm gì nữa hết. Thì sự là khi mà bạn mới xoa mặt lên như vậy, không những da khỏe mà sức đề kháng của bạn tăng. Mình đảm bảo chuyện đó. Khi sức đề kháng tăng thì bạn rất là thoải mái, không có lo cảm vặt hoặc này kia gì nữa hết. Hoặc là hiếm lắm thì mới bị thôi. Bởi vì chỉ tóm tắt với các bạn một câu thôi, đó là mặt của chúng ta ấy, là nó phản chiếu toàn bộ ngoại vi cơ thể và nội tạng của cơ thể trên mặt. Vì các dao tục ngữ Việt Nam có một câu là trông mặt mà bắt hình dong, đúng không? Tức là trên mặt ấy, là nó đã phản chiếu, phản ánh mọi cái sức khỏe cũng như là tình cảm, tâm tư, gọi là thần sắc của các bạn ở trên khuôn mặt hết rồi. Nên là mình chăm sóc khuôn mặt mỗi ngày là mình chăm sóc toàn bộ cơ thể. Rất là mong là các bạn sẽ tạo thành một cái thói quen xoa mặt hàng ngày, đúng không? Mình còn cổ gáy nữa, mình tranh thủ lúc một anh nói mình xoa luôn nữa. Bạn thấy cái kẹp nơ đẹp không ạ? Hôm qua bạn Ngọc Anh mang lên tặng đó, giờ mình đẹp thôn nữ ở quê ở rừng núi. Với cái tiêu chí là làm gì cũng đẹp, đúng không? Và mình gọi là làm mọi thứ chậm thôi, nhưng mà mình sẽ quan sát và mình tận hưởng mọi cái phút giây mà mình trải nghiệm cùng với nhau hoặc là trải nghiệm một mình. Hôm qua thì khi mà đi xuống Linh Quy Pháp Ấn á, lúc mà đi xuống mọi người đi chạy xe ôm cho nhanh á, nhưng mà em thì em đi bộ xuống và mình còn nghe được cả cái tiếng mình bước chân trên cát đá tăm, rồi nhìn thấy bầu trời hoàng hôn, rồi nghe thấy tiếng chim đó. Mình rất là thích những cái khoảnh khắc mà được một mình như vậy. Có nghĩa là khi mình làm gì và mình ở đâu thì mình đều trọn vẹn với cái khoảnh khắc đó. Và mình cảm nhận, điều quan trọng nhất là mình cảm nhận và mình lắng nghe tất cả những âm thanh, những tiếng động, tất cả mọi thứ ở xung quanh. Và đó như là một cái bản hòa tấu trong thiên nhiên có sẵn, và mình không phải đi tìm kiếm gì nữa hết. Trước đây thì mình nghe những cái từ như là kiểu chánh niệm này, hay là thiền này, rồi là ăn chay, nó cảm thấy rất là xa, là xa. Nhưng mà từ khi mà mình được gặp những người bạn, những người rất là gần gũi xung quanh, gặp những người thầy, và đặc biệt nhất là từ khi mà mình được ăn chay do chị Nhi nấu, thì các bạn biết không là cái việc ăn đó, nó trở thành một cái điều rất là tự nhiên và đơn giản, và nó không còn làm vướng bận mình nữa. Ví dụ như trước đây mở mắt ra là nghĩ trời hôm nay ăn gì, trời ơi đi chợ cái gì, nấu món gì, đúng không? Nhưng mà từ khi mà mình cảm thấy cái việc ăn nó rất là tự nhiên thì những cái từ như là ăn chay, ăn mặn nó không còn tồn tại nữa. Và ăn để mình thưởng thức cái bữa ăn, mình cảm ơn cuộc sống đã cho mình cái bữa ăn no đủ như vậy. Vậy thôi. Nếu mà được đi những cái, nếu mà chúng ta gặp nhau trong những cái tour mà trải nghiệm đó, thì mình sẽ còn chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa về những cái thuật ngữ mà tưởng chừng rất là xa. Nó sẽ gần lại, nó sẽ dễ hiểu. Mình quay clip chắc cũng đã dài rồi chị Nhi ha. Mình sẽ tiếp tục buổi sáng của mình, bởi vì em đã đói rồi, em muốn uống trà buổi sáng. Okay. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau của hai chị em nhé.